Xin cảm ơn quý vị đã giữ màn hình. Cái điều mà Thư muốn chia sẻ với quý vị là cái dịp lễ Tết hoặc là cái ngày thường cũng vậy, có những người rất là cô đơn, những người lớn tuổi, phỏng dạ, Dung. Dạ, đúng rồi. Ba má của Nhung năm nay bao nhiêu tuổi rồi Nhung? Thưa chị, ba má em 73, má em 68. Thì dạ. Sức khỏe hai cụ như thế nào? Dạ, ba má em rất là khỏe, tại vì chăm sức khỏe theo đúng tiêu chuẩn á, đi bác sĩ thường xuyên bởi vì rất lắm. Rồi dạ. Chắc các cụ cũng rất là active ha, hoạt động này dạ. kia, ra sức khỏe. Má em thì không có được đi bộ nhiều tại đau cẳng. Đồng thời nữa cái ẩm thực Việt Nam mình, cái món ăn Việt Nam mình cũng rất là lành mạnh ha. Dạ, thành rồi. Ra nó không có bị chất mỡ, chất béo dạ. nhiều là đồ ăn như là với đồ mình ăn để ý một tí thì là đỡ lắm. Đúng rồi. Dạ. Thưa quý vị, Thư cũng có mẹ Thư sống chung với Thư, thì đôi khi cái cuộc sống là nhiều khi là mình cũng không có kiên nhẫn với các cụ, nhưng mà thực sự ít ra sống chung dưới một cái nhà mái nhà với con cái là cũng rất là đỡ buồn. Dạ. Còn có những người vì có thể là mình khoan hãy phán xét hoặc là trách thì những người con, có thể là vì các cụ cái tình trạng sức khỏe y tế đó đòi hỏi phải có nhân viên y tế túc trực. Thì trong những trường hợp đó có các cụ phải vào nursing home. Đúng mà rồi. Nhung biết đi vào nursing home á, thí dụ bây giờ Nhung với chị đi, mình có cái công việc làm rồi gia đình rồi có những cái mà mình không thể nào túc trực ở nursing home 24/24 được. Đúng không rồi. Mà trong những cái trường hợp như vậy á, thì các cụ nursing home họ cũng rất là cô đơn. Mà Nhung thấy thí dụ ba má của mình ở đây nhiều khi họ cũng buồn sự vì ra ngoài đường họ không nói tiếng Anh được, họ đi đâu cũng giới hạn, ví dụ vậy là cũng một cái sự tủi thân của người già. Tùy theo cái hoàn cảnh mỗi gia đình đó chị. Đúng rồi. Tùy theo cái lệ thuộc cái công việc. Giống như giờ công việc của em là em làm chủ thì em có flexible. Thời gian đi tới đi tới đi lui bất cứ lúc nào mình muốn. Thành thử nó mình có thể điều tiết được cái thời gian với gia đình cha mẹ. Còn giống như những người đi làm công hãng đi, sáng bắt buộc chị phải có giờ, chiều chị về, thì nếu mà muốn thăm cha mẹ cần lúc nào bác sĩ gọi mình không đi được, đi hoài hãng nó cũng đuổi. Vì vậy đi thành khó khăn. Hồi xưa đó lúc mà em mới qua thì em nghe nói bỏ nursing home em thấy tội quá. Trong lòng em thì em nguyện là em sẽ cho ba má em ở với mình cho tới khi nào em không có đủ khả năng nữa, giống em không còn làm được nữa thì em phải đem vào. Nhưng em thấy những người hồi xưa thì em thấy hơi khó, tại mình chưa có hiểu đời sống Mỹ á. Mình cứ tại sao mà đem vô, nhưng mà mình nghĩ lại đúng. Bây giờ giống như chị thương cha mẹ mà chị không đem vô rồi tiền đâu chị lo. Chị ở nhà chị ôm cha mẹ thì lại không có tiền. Tiền khả năng mọi người. Hoặc là nhiều khi đó, Nhung biết là nhiều khi ngoài cái vấn đề tiền bạc là cái sức vấn khỏe. Đề sức khỏe nữa. Nhiều không khi có người chăm. Đúng rồi. Có người phải có họ cần có y tá túc trực. Đúng rồi. Giống như là đau bệnh mà không có y tá là không được. Đúng rồi. Dạ em hiểu. Mà có những cụ giống như là có thể tuổi cũng không có quá già nhưng mà bị đản trí, mất trí á. Mất trí và bị hoang tưởng. Rồi không có tự đi tiểu đi tiêu được, không có tự ăn uống được. Rồi nhiều khi sức khỏe cần phải có cái người mà cha canh chừng, đúng không? Thì những trường hợp đó họ bắt buộc phải vào nursing home thôi. Dạ đúng rồi. Thì Nhung biết không, vừa rồi khoảng 3 giờ mấy 4 giờ sáng thì chị đang ngủ, thì chị cái cell phone của chị vẫn để on á. Tại vì nhiều khi sợ là khách hàng cần cái gì emergency. Đúng rồi. Thì vô tình bữa đó có cái cú điện thoại gọi cứ 3-4 giờ sáng là bắt đầu nói tiếng Pháp, nói bonjour madame này kia. Cái mình nói ai mà gọi Pháp, mình bực quá. Mà lúc đó kiểu như là nửa tỉnh nửa mây, chưa có thức tỉnh hoàn toàn. Cái chị mới bực mình, chị mới tắt phone. Chị sáng chị dậy á thì chị mới nghe message. Thì đây là một cái cú điện thoại từ một cái cụ già ở nursing home, thưa quý vị. Mà khi mà lắng nghe cái message, Thư cảm thấy rất là cảm thương cho thương cụ. Quá. Thứ nhất là cái giọng nói ngọng nghịu, nói lập bập không rõ ràng. Cái thứ hai có nghĩa là đầu óc cụ không còn bình thường nữa rồi, có cái sự hoang tưởng nữa, phải không? Mà một cái câu mà cụ nói mà làm cái đánh động cái trái tim của mình nhất đó Nhung, là cụ nói là vợ tôi mất rồi, tôi có 3 người con trai, 2 người đã học ra kỹ sư điện, 2 người con trai đã học ra kỹ sư điện, và 1 người con trai đang học bác sĩ. Wow. Đó là tất cả gia tài của tôi. Tài sản đó. Đó. Tài sản là con đó chị. Đúng rồi. Thì mình nghe câu đó mình rất là cảm động. Bốn người ba năm hoàng thư. Tôi đang đọc cái bài viết về bốn người ba năm ngày của được với hòa. Tôi rất là kính phục. Tôi chào cô nha. Tôi hôm nay nếu mà vợ tôi và bà 2-3 con lên, tôi sẽ gặp cô cả văn phòng nha. Tôi có 3 con, 2 thằng ra kỹ sư điện rồi, còn 1 thằng thì đang học ra bác sĩ đó.
cái đó là gia tài của tôi thôi. Giờ tôi đang ở trong đó mình ở trong đơn vị sinh hôn. Cô họ Hoàng giúp mẹ tôi đấy, mẹ tôi họ Hoàng, Hoàng Thị Nhân Sâm, mẹ của tôi là bà Lan Hữu Bắc ở Hoàng Thành Hóa đấy. cô họ Hoàng giúp mẹ tôi đấy. Hoàng Diệu, Hoàng Hoa Thiếm, Hoàng Hoa Thám là những vị anh hùng dân tộc nổi tiếng, thế hệ này có thế hệ khác đều kính phục cả đó. Cho dù cái người già đó có thể là họ tỉnh táo, đầu óc họ cần tỉnh táo, hoặc là họ lú lẫn, họ mất trí, họ hoang tưởng đi nữa, họ vẫn rất là cô đơn. Mà rồi, cái sự cô đơn đó Nhung, nó sâu thăm thẳm, nó dài dặn trong lòng của họ. Ừ, đúng rồi. Thành ra là khi mà họ chụp được cái tờ báo mà có cái tên của mình, rồi có số phone, cứ nghĩ là của mình. Thực sự cái tuổi này á, họ bệnh hoạn như vậy, họ đâu cần tiền. Đúng rồi. Họ ăn uống họ sự cũng không ăn được. Đúng rồi. Họ cần sự bên đúng cạnh. Rồi. Họ cần, cần thèm cái mà họ thèm là thèm được nghe, được nói, được tâm sự, được chia sẻ. Đó. Nhung cũng là cái người mà từng hoạt động và giúp cho các cụ tuổi già. Em có cho hồi xưa em có nhờ thợ em tên Thảo tới trung tâm tuổi vàng để mà sơn móng tay. Sơn móng tay cho các cụ, làm đẹp cho các cụ. Cho mấy cụ á. Thích lắm, mừng lắm, khoe thôi á. Thích lắm. Thì các cụ nữ thì là được làm đẹp, được Nhung làm đẹp cho thì cũng rất là vui, nhưng mà thực sự Nhung nói đúng là nhiều khi là chỉ ngồi hủ hỉ, nó vừa làm nail cho các cụ vừa hỏi thăm các cụ. Đầu là mới kể ra cái nỗi niềm trong là mà tôi có con này hay không có, hay tôi phải gì. Nói chung là nói hết là những nỗi niềm của trong lòng của họ ra cho mình á. Đúng rồi. Thành ra là giống nhiều... có người để họ tâm sự. Đúng rồi, họ cái họ cần có người cần phải lắng nghe để họ nói. Đúng rồi. Nhung biết không, mình định như thế này, mặc dù có rất là nhiều cá nhân đoàn thể cũng như là tổ chức tôn giáo hiện tại đang hoạt động để giúp các cụ ở nursing home rồi. Nhưng mà thưa quý vị, cái thời gian ai cũng giới hạn hết, phải không? Và các cụ là ở nursing home 7 ngày một tuần, 24 tiếng một ngày, đâu phải là ai cũng có thể túc trực bên đó được. Đúng rồi. Thì cứ mỗi chúng ta bỏ ra một chút xíu thời gian, có thể tới thăm một cái nursing home nào đó, có một cái cụ Việt Nam nào đó đó, có thể là một tuần một lần thôi, hoặc là một tuần hai lần, bất cứ thời gian nào mình tiện. Trên đây giống như quý vị có thể nghe được cái clip này á, thì có thể bỏ chút lòng ra, giống như ai cũng có thể giúp được nếu mình muốn. Chứ đúng không, rồi. Không ai rảnh hết, nhưng đúng mà mình muốn thì mình sẽ làm được. Đúng rồi. Mình sẽ tạo cái điều kiện được thì em nghĩ giống như một tiệm có thể một tuần một lần, hoặc hai tuần một lần, cũng không cần phải mỗi ngày nhiều, tại vì họ cũng có thời gian cho gia đình họ nữa, với công việc nữa. Thì em nghĩ nếu mà mỗi người một chút nhiều, thì một tuần rất là nhiều tiệm, đâu phải có một tiệm, hai tiệm đâu. Thành thử là bây giờ cho hai tuần một lần cho một tiệm đi, vẫn có thể dư. Tại rất là nhiều tiệm chị. Đúng rồi. Em nghĩ là mình phải kêu gọi mọi người đúng để rồi giúp. Rồi, đại khái là mình Nhung nói đúng là thí dụ như những người cùng làm nail với nhau, rồi kêu gọi nhau, rồi những người tiệm cùng lại làm... biết tiệm kia, người lại biết người kia. Đúng rồi, hoặc là những người cùng làm hãng xưởng với nhau, hoặc là những quý vị mà kiểu như là cũng retire rồi, về hưu nhưng mà chưa đến nỗi quá già. Ai cũng có thể giúp được hết, chứ không phải nghề nail đúng mới rồi giúp được. Đúng rồi. Nghề nail là để làm những cái nail tóc tay thôi, chăm sóc, nhưng mà cái sự chăm sóc là chia sẻ tâm sự đó. Nhưng có những nỗi niềm khác chị. Thành ra là mình tới mình thăm các cụ để mà nghe các cụ nói, lắng nghe các cụ nói mừng chuyện lắm, trò chuyện với các cụ. Cái điều đó là các cụ cần. Thì thưa quý vị, Thư không xin tiền và Thư đúng không đòi hỏi vật chất của ai. Cái điều duy nhất là chúng ta cùng có cái tâm, cùng làm một cái việc gì đó. Đúng. Nếu quý vị có một cái nursing home ở gần nhà quý vị mà quý vị muốn tới thăm, quý vị cần hỗ trợ, quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Thư số phone là 623-341-8835, hoặc là email h442@hotmail.com. Thư sẽ liên lạc với cái nursing home đó cho quý vị để biết là những cái nội quy như thế nào, cái giờ thăm viếng các cụ như thế nào, nursing home đó có người Việt Nam hay không. Đúng vì thực sự nursing home thì mọi nơi đều có, từ Fort Worth, từ Houghton City tới Arlington, Dallas, rồi Garland, Richardson, đúng không? Toàn mọi nơi. Mà bây giờ cứ mỗi người mình, mỗi người một bàn tay, mỗi người bỏ, có thể một ngày mình không rảnh thì ngày hôm sau mình đi, nhưng mà theo thị một tuần 15 phút nửa tiếng thăm các cụ một cụ thôi cũng được, thì tất cả mọi người cùng làm á, cùng bàn tay cùng một bàn tay như Nhung nói đó, thì
các cụ cái thời gian mà trống trải mà một mình bơ vơ cô đơn nó sẽ giảm bớt xuống. Tại vì chúng ta tất cả mọi người cùng làm mà. Còn trong cái điều trường hợp mà thí dụ quý vị cảm thấy các cụ nào mà cần một cái gì đó, quý vị cứ thể liên lạc với Thư, thí dụ cần một cái áo lạnh hoặc là một cái khung hình, nhiều khi các cụ cô đơn á muốn có một cái khung hình để treo hình con cháu của mình. Thì những cái đó nó cũng không có quá mắc tiền, ai cũng có thể làm được. Đúng rồi, họ nghe cái clip này thì mọi người có tấm lòng thì đều có thể làm được hết. Đúng rồi, thành ra thưa quý vị, trong cái dịp lễ Tết này, Thư xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cái chương trình TV hôm nay. Đồng thời Thư cũng mong là chúng ta cùng góp sức, góp cái thời gian của mình để làm một cái việc gì đó có ý nghĩa, giúp những người chung quanh trong chúng ta, trong cuộc sống chúng ta, có thể là một người bạn, một người thân, hoặc là các cụ trong nursing home, và trong cái điều kiện mà mình có thôi, không cần là tốn quá nhiều thời gian, cũng không cần tốn tiền bạc gì hết. Thành ra cảm ơn Nhung đã có mặt và chia sẻ với quý vị cái buổi thâu hình hôm nay. Và đồng thời Thư và Nhung xin kính chúc quý vị một mùa lễ thật là vui vẻ, hạnh phúc bên người thân, gia đình, và tràn đầy sức khỏe, tại vì phải có sức khỏe mình mới làm được những việc này. Sức khỏe là trên hết. Đúng rồi. Và xin quý vị đón nhận chương trình của Thư trong những chương trình kỳ tới, và hy vọng là chúng ta sẽ kết nối với nhau làm một cái việc thiện giúp cho những người xung quanh, đặc biệt là các cụ già đang ở trong nursing home. Xin quý vị cứ liên lạc trực tiếp với Thư, và Thư hỗ trợ được quý vị trong vấn đề gì Thư sẽ sẵn sàng. Xin cảm ơn quý vị. Xin chào.